Chào các bạn, hôm nay mình có dịp xuống đây chơi là một chị đồng nghiệp cũ đến chơi cũng chung hội nhà thơ đó, mang những trái cây đến biếu mình. Chị mang đây cả cái mảnh cầu gai nè, quá trời trái cây đu đủ nữa. Chị mang cả trái đu đủ đến nè, nhưng mà gọt chút xíu chị em ăn tại nhiều trái cây quá. Giới thiệu các bạn bữa ăn trái cây nè, cái lượng trái cây mình ăn một bữa nè nhiều như thế này. Đây là dĩa của mình, đây là dĩa của chị Diễm. Đây rồi, đây là mình dự trù thêm chuối nè, còn bụng mình ăn chuối tiếp. Dư gan thì mình sẽ bổ sung, nếu mà thấy thiếu cái lượng trái cây nhà mình phải bổ sung ngang, dư gan mình ăn thêm. Cái hộp này mình do mình không có xay nên mình sẽ ăn cuối bữa để bổ sung chất béo. Đó. Sau bữa ăn thì mình sẽ ăn 100 gram tinh bột nữa. Mình mang hủ tiếu khô theo đó, hủ tiếu khô mình mua cái loại khô của Đà Lạt nó dai đó, mình sẽ ăn một ít trộn hủ và nấm rơm. Rồi. Trước tiên mình sẽ ăn dưa hấu các bạn, dưa hấu với lá lạc mình sẽ ăn trước. Mình ăn xong mình sẽ ăn tới đu đủ. Đu đủ. Rồi sau đó mình sẽ ăn gì chị? Xoài. Rồi đúng rồi. Sau đó mình sẽ ăn xoài, nhưng mà xoài mình sẽ ăn với dưa gan nha, cho nó lỏng lượng đường ra. Rồi sau đó mình sẽ ăn tới chuối. Mít trước đi, ăn mít cũng ăn với dưa gan luôn. Rồi sau đó mình sẽ ăn tới chuối. Chuối thì mình ăn chuối xứ trước, tại chuối xứ nó mềm, nó không có ít tinh bột. Thì sau đó thì chuối mình cũng ăn với dưa gan hoặc giỏ dưa hấu, nó giỏ dưa hấu nè. Rồi sau đó mình sẽ cũng ăn với nhãn cũng ăn với trái cây nhạt là dưa gan hoặc là giỏ dưa hấu. Rồi sau đó thì mình sẽ ăn tới mít rồi đó chị. Rồi mình sẽ ăn tới chuối sáp, nó có nhiều tinh bột thì mình ăn sau cùng, trong loại trái cây ha. Rồi sau đó thì mình sẽ ăn ít tinh bột, có tinh bột hủ tiếu luôn, chút xíu mình trộn ăn sao. Rồi sau cùng thì mình sẽ ăn tới hạt dưa gan. Đó, hạt dưa gan nó có chất béo. Rồi, xin chào các bạn nha.